Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn món cá cuốn lá đu đủ hút bia. Đây là một trong những món ăn rất ngon và bổ dưỡng. Cá thì chúng ta có thể nhờ người ta làm ở chợ hoặc có thể mang về làm. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải loại bỏ lớp màng đen ở trong bụng con cá. Đây là nguyên nhân chính gây ra có mùi tanh khi chúng ta làm. Khi cá được làm sạch thì chúng ta khứa chéo thân con cá để tí nữa chúng ta ướp muối, mắm gia vị sẽ thấm sâu vào bên trong. Về nguyên liệu và gia vị thì chúng ta chọn 12 nguyên liệu như trên màn hình. Kết hợp là chúng ta sẽ bổ sung thêm 2 quả trứng gà và 1 lon bia. Chúng ta sẽ chuẩn bị một bát muối để chúng ta ướp, cho thêm một ít ớt và ít mì chính, hạt tiêu. Chúng ta bắt đầu tiến hành làm nghệ, sả và gừng để trộn với lại bát muối chúng ta vừa chuẩn bị để ướp, dùng để ướp cá. Nghệ có tác dụng là làm cho màu cá không bị trắng và nhìn hấp dẫn hơn. Nếu chúng ta không cho nghệ thì khi cá hấp xong thì nhìn có màu trắng, nó mất đi tính thẩm mỹ. Chúng ta bắt đầu tiến hành ướp cá. Ở đây thì chúng ta sẽ ướp lần lượt từ ngoài vào trong, có nghĩa là không để sót một chút nào cả, để cho mắm muối ngấm vào thân con cá, khi chúng ta ăn sẽ không bị nhạt. Ở đây các bạn cứ yên tâm là các bạn không phải lo mặn, vì thực tế mà muối mà ngấm được vào cá là rất khó. Đấy, ở đây tôi ướp cả vào mang, cả vào miệng con cá để cho ngấm gia vị. Đây là sản phẩm vừa ướp xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ sơ chế các gia vị khác. Khi sơ chế xong thì chúng ta sẽ băm nhỏ và trộn đều với lại cái lòng của con cá đấy, chúng ta sẽ băm. Đấy, chúng ta băm để chúng ta nhét vào bụng con cá đến khi ra sản phẩm rất là ngon. Với thứ hai nữa là nó gia tăng vị thơm của cá. Khi mổ cá chúng ta không được vứt bộ lòng. Lòng cá là một trong những thức ăn rất là ngon. Chúng ta chuẩn bị 2 quả trứng gà. Xin lưu ý, trứng gà ở đây chúng ta chỉ có lấy lòng đỏ mà bỏ đi lòng trắng, bởi vì cho lòng trắng vào sẽ gây thêm mùi tanh. Lấy lòng đỏ trứng gà là nó sẽ quện cùng với lại rau và lại lòng chúng ta vừa băm xong, nó không bị rời rạc. Với thứ hai nữa là lòng đỏ trứng gà nó không gây mùi tanh mà rất nhiều dinh dưỡng. Khi cho trứng gà xong chúng ta sẽ ướp một chút gia vị. Chúng ta cho một ít muối
bột canh hoặc là nước mắm. Ở đây chúng tôi sử dụng bột canh và cho thêm một ít dầu ăn mì chính, hay còn gọi là bột ngọt. Sau đó đảo đều lên. Đấy các bạn nhìn này, rất là ngon. Với hỗn hợp này thì chúng ta sẽ cho vào bụng con cá. Đấy, chúng ta nhét vào bụng con cá. Thực ra chúng ta ở đây là chúng ta tận dụng bộ lòng của con cá. Chứ còn nếu không có lòng thì chúng ta bắt buộc là phải sử dụng mình thân của con cá để làm. Tốt nhất là các bạn sử dụng cá chấm, vì cá chấm hấp bia rất chuẩn. Nó khi chúng ta ăn sẽ là ngọt đậm, rất là ngon, thịt thơm. Con cá to quá, chúng tôi chỉ có làm nửa con. Con này cân được 3,5 cân. Đấy, các bạn chuẩn bị cho mình lá đu đủ để tí nữa quấn vào xung quanh con cá. Các bạn có thể lấy lá đu đủ non để cho thêm vào bụng con cá. Nhưng mà đặc biệt lưu ý nhé, nếu các bạn cho lá đu đủ thì ăn nó sẽ có vị đắng, kiểu như là cá bị vỡ mật. Những người nào mà ăn được ngăm ngăm đắng thì rất là ngon. Ở đây nếu mà gia đình mà nhiều trẻ con thì mình khuyên là các bạn không nên cho lá đu đủ. Lá đu đủ ở đây mà anh em mà ngồi thì uống rượu thì tuyệt vời, vì khi ra là nó có vị đắng. Đấy, chúng ta sẽ dùng lá đu đủ này để ôm xung quanh con cá, nó sẽ không có mùi tanh và dậy mùi rất là thơm. Ở đây gia đình nhà chúng tôi cũng rất nhiều trẻ con, nhưng mà các cháu nó ăn quen món này nên là cảm thấy rất là bình thường, nó không thấy vị đắng lắm. Các bạn có thể dùng chuẩn bị một cái dây để buộc. Thực ra cái món cá hấp bia này nó cũng rất đơn giản thôi. Chỉ cần các bạn đủ gia vị và ướp, tẩm ướp là ok. Ở đây mình cũng xin chia sẻ thêm là quấn lá đu đủ. Đấy, bia thì các bạn chuẩn bị cho mình một lon, không cần nhiều đâu. Các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một lon bia là được. Con ngồi xuống. Đúng rồi, thế. Cầm họ sâu cái. Các bạn chú ý nhá. Bia chúng ta đổ trực tiếp vào cá. Tuyệt vời. Sau này chúng ta đun lên nó sẽ ngấm vào cá. Quá ngon, quá tuyệt vời. Hành chúng ta chuẩn bị một ít hành tươi để tí nữa tiến hành hấp thì chúng ta sẽ, khi gần chín cá chúng ta sẽ trần hành vào cái nồi cá để cho, một là khử mùi tanh, hai nữa là chúng ta sẽ ăn cái hành ấy rất là ngọt. Lửa chúng ta cho nhỏ thôi nhé. Đề nghị các bạn là cho lửa lượng nhỏ đó. Trong quá trình đợi cá chín thì tiến hành pha nước chấm. Pha nước chấm cá thì nguyên liệu chính thì chỉ có hành khô và gừng. Các bạn cho một ít thì là vào, ớt, nước mắm. Các bạn chú ý là pha cho một ít, thêm một ít nước vào. Các bạn cho một ít nước vì cá hấp thì nó đã đậm rồi. Các bạn cho thêm một tí nước vào, nước chấm rất là ngon. Ở đây chúng ta chú ý nhớ là phải thái một
ít thì là nó sẽ dậy mùi nước chấm. Vâng, chúng tôi sắp cho ra sản phẩm món cá hấp. Sáng đẹp. Đấy. Các bạn có thể nhìn hành chúng tôi vừa cho vào để trần. Còn lá đu đủ thì do là sợ đắng quá nên là chúng tôi bỏ trước ra một lớp, còn để lại một lớp. Còn ở phía dưới của nó là vẫn có lá đu đủ. Đấy, hành các bạn có thể dùng để trang trí luôn. Vừa là hành trần, hai nữa là vừa để trang trí luôn. Hy vọng video này cũng sẽ góp thêm một phần nội trợ cho các bạn chưa biết. Còn các bạn biết rồi thì mình không nói làm gì cả. Hẹn dịp sau mình sẽ chia sẻ với các bạn video khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công. Xong rồi đấy.